trưởng ra sao trong năm 2015. Từ góc nhìn của người nắm bắt các chủ ý của nhà điều hành chính sách, thì chuyên gia kinh tế tiến sĩ Trần Du Lịch cho rằng khả năng năm nay tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ vượt xa mục tiêu 6,2% mà Quốc hội và Chính phủ đã thống nhất. Theo tiến sĩ Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đây là thời điểm Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng nhất từ trước đến nay. Môi trường kinh doanh trong nước không ngừng được cải cách, hành lang chính sách luật pháp ngày càng gần hơn với quốc tế, lao động giá rẻ và các hiệp định thương mại quốc tế lớn có thể sẽ đồng loạt thực thi trong năm nay. Đây là các điểm chính khiến cho giới chuyên gia kinh tế dự báo GDP năm nay có thể tăng tốc vượt mục tiêu dự báo. Tôi nhìn kinh tế 2015 đó với cái nhìn lạc quan hơn một số người. Tôi dự báo 2015, tổng nền kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng từ 6,2 đến 6,5, mặc dù mục tiêu đặt ra là 6,2. Bởi vì cái tốc độ tăng trên 6% đã đạt được quý tư và năm đa này đang diễn ra trong 2015. Dù có lợi thế lớn từ các điều kiện kinh tế chủ quan trong nước lẫn khách quan từ thế giới, nhưng chuyên gia kinh tế này cũng cho rằng nếu quá tay trong những chính sách kích thích kinh tế thì khả năng bong bóng tài sản sẽ quay trở lại. Tôi cho rằng là sẽ ấm lại về thị trường bất động sản với quá trình xây dựng hiện nay, với cái thị trường bất động sản sẽ ấm lại. Mặc dù, tuy nhiên, tôi vẫn dự báo và chính phủ phải phòng ngừa, đừng để tái diễn hai cơn sốt đầu cơ về chứng khoán và bất động sản đã xảy ra 2006 và 2007, mà cái di chứng của nó quá nặng nề. Tôi khuyên chúng ta lào nó ấm lên, nhưng đừng bao giờ để cho nó sốt, nó nóng. Đây là cái nguy hiểm. Đại diện cho một trong những cơ quan tham gia điều tiết vĩ mô, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định, để góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức cao, năm nay mục tiêu tăng trưởng tín dụng sẽ từ 13 đến 15%.